câu này dễ lắm. Em dịch được, không có khó đâu. Khỏi cần cô phải dịch trước. Dịch đi. Cô đến đây để dạy hay để ăn vậy? Ủa? Em mời cô ăn cho đã rồi cho em xà xể cô hả? Cô ăn nhiều rồi, con nghỉ ăn đi. À, hả? Thôi, cô ăn thêm miếng thôi, nữa. Bỏ tay ra, nghỉ ăn đi, nghỉ ăn đi, nghỉ ăn đi. Thôi. Ăn thêm miếng nữa con. Thôi. Thôi, á không là không mà. Cậu ơi, cho tôi lấy đồ dơ đem giặt nha. Ờ chị. Thôi. Xin phép mọi người. Ờ chị tâm ý à? Chị đem cái này xuống bếp giùm em đi. Ờ, ủa mà... Chị cứ đem xuống bếp đi. Cảm ơn chị nha. Học tiếp đi. Tâm ý à, đem xuống bếp giùm em nha. Cảm ơn chị nha. Ý cô là sao? Không hiểu nổi em luôn á. Sao em nói chuyện với Tâm ý lịch sự đàng hoàng dễ thương quá vậy? Còn em nói chuyện với cô cọc lóc hoài là sao? Vậy chứ ai phải cõng một người say đến bất tỉnh về nhà hôm qua? Học tiếp đi. Julian. Mà anh dạy ở trường cô Liễu đúng không? Đúng rồi. Thiệt hả? Ừ vậy cao đi, nhanh lên, cao đi, cao đi. À ủa kìa, ăn đồ chùa riết có ngày bị chọc đầu á. Ông nghĩ sao vậy? Tôi không bao giờ chọc đầu được, nhìn đi. Mà lấy giùm cô ly nước. Dạ. Vitamin hả cô? Cho con một viên đi. Thuốc cao huyết áp nè, uống không? Ủa mà con nhớ cô ngưng thuốc này lâu lắm rồi, mà sao giờ cô uống lại vậy? Chỉ vì một người đã khiến cô tăng huyết áp nữa đó. Ngày nào cũng phải đối phó chống chọi với nó. Nó khiến cô phát khùng lên như vậy đó. Ôi trời. Bực mình quá đi á. Rót tôi miếng nước đi. Dù ai vô đây cũng bắt rót nước hết vậy. Bực mình muốn chết. Đòi em sinh ra để rót nước thì sao? Vụ gì? Nè. Vụ gì nói nghe coi. Ai làm cho em ra như vậy? Tôi nghĩ á là thằng nhóc ấy nó không có xấu như vậy đâu. Không dám đâu nha. Tại vì bà chưa có tiếp xúc với nó, chưa gặp nó, chưa nói chuyện với nó đâu. Cái thằng này nó càng ngày nó càng hỗn láo, sức sượt. Tôi ăn thôi, tôi rớt bánh nó kêu lụm lên ăn đi. Thằng nó hỗn hào vô cùng luôn á. Trời đất ơi, cái thằng gì mà nó hỗn sượt vậy? Anh nói em bao nhiêu lần rồi, vô cái là phải dằn mặt nó liền, chặn họng nó liền. Em làm vậy bây giờ nó leo lên đầu em ngồi thấy chưa? Anh Quốc, hay là anh Quốc dằn mặt nó cho em đi. Anh đó hả? Ừ. Anh nói đúng á. Đáng ra ngay từ đầu em phải dằn mặt nó liền rồi nó mới sợ. Để giờ nó không có ỷ lại hả, nó ăn hiếp em vậy. Thôi được rồi. Dù gì em cũng là em của anh, để đó cho anh. Em cảm ơn anh Quốc. Ừ. Nhưng mà em nghe nói á là cái thằng nhóc đó nó đánh nhau giỏi lắm đó. Vậy hả? Ừ. Không, mấy chuyện của ai tự người đó giải quyết đi My ơi. Giờ nếu như anh không ra mặt cũng được. Hay là anh gọi điện thoại dằn mặt nó cho em đi. Là anh gọi anh chửi nó thôi đúng không? Đúng rồi. Thôi ok, cái đó là nghề của anh em. Dạ. Gọi liền cho anh. Thằng này nay phải dạy cho nó một bài học. Nghe đi, nghe đi, nghe. Em bấm vào đó, em bấm vào đó, em bấm vào đó. Alo, cái gì vậy? Alo, hỏi có phải Nguyên không? Ừ, tôi nè, ai đó? Tôi là Diễm Phúc 69, anh của Diễm My 96. Thì sao? Cái đó cái gì? Không có chủ ngữ vị ngữ luôn đó hả? Thì sao? Tôi gọi điện cho cậu để tôi nói cho cậu biết Diễm My 96 là em của tôi. Dù gì cũng là gia sư của cậu, cậu là học trò của nó. Ít nhất cũng phải tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới biết chưa? Vẫn còn sức sượt hả? Nè, nói cho cậu biết nha. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, phải tôn trọng con My em của tôi. Tôi mà nghe nó về nói một tiếng nữa nha, là cậu nha, không biết đi về đâu luôn nha. Cát bụi sẽ trở về cát bụi đó. Khốn hồn mà nghe đi. Ừ. Anh. Hả? Sao rồi anh? Nghe giọng nó có vẻ giọng nó sợ không? Giọng nó run rẩy, nó sợ mình chứ? Nó cúp máy từ nãy rồi. Anh em gì mà cùng đều như nhau. Nhưng mà nó rất sợ anh với vẻ hoảng loạn. Hay
Khi nào em mà gặp nó em nói lại y chang những gì nãy giờ anh nói. Em biết rồi, giờ nó có quản lạng hả, nó sợ hả? Trời ơi, hay quá anh Quốc ơi. Mấy vậy là nó sợ anh rồi nè. Ba cái đồ quỷ này. Biết vậy hả, ngay từ đầu á em nhờ anh nói chuyện điện thoại hả, dằn mặt nó cho em rồi. Đâu bây giờ em còn ai không, đưa đây anh chửi luôn cho. Hết rồi. Đó được không? Dạ. Cần cứ kêu anh một tiếng nha. Không gặp mặt là được. Nó sợ rồi, nó sợ rồi. Câu này chọn câu C đúng không? Sao cô nhìn tôi? Hôm qua em có nhận được cuộc điện thoại của anh cô không? Có, thì sao? Chắc em sợ lắm đúng không? Tại vì anh của cô á, lúc nào cũng chỉ thích đánh nhau thôi à. Cô nói hoài mà không có chịu nghe. Chắc là em sợ lắm hả? Thì sao chứ? Em biết không, anh của cô á, tốt nghiệp trường thể dục thể thao đó. Cho nên á, giỏi dữ lắm luôn á nha. Hình thể rất là tốt, đặc biệt á, là biết rất là nhiều loại võ luôn. Nè, judo nè, karate do nè, ronaldo nè, aikido nè. Khoan, rất... cái gì ronaldo? Ronaldo là cầu thủ đá banh mà. Ronaldo gì? Thì nãy cô mới nói đó. Có đâu, cô nói cái võ mà. Vậy chứ cái võ gì mà đồ? Võ mà... đồ đó, cái vỏ mà đá lưỡi lên khó đọc. Vỏ đồ đó. Vỏ gì kỳ vậy? Một trăm mấy loại vỏ lận, làm sao mà em biết được. Làm gì có môn vỏ đó. Có mà, nói chung là giỏi dữ lắm. Mà cao 1m9 đó nha. Rồi, vậy thì sao? Mà ngoại hình của anh của cô là người ta nói là giống Michael Jordan lắm đó. Cho nên á, ảnh có biệt danh là Jordan Trần. Jordan Trần. Tôi không cần biết ông Jordan là ai hết á. Chắc là em sợ lắm đúng không? Chắc em sợ lắm đúng không? Thôi em đừng sợ nữa. Để cô dạ, cô nói với anh của cô đừng có làm vậy nữa. Yên tâm đi, ảnh nghe lời cô lắm. Ủa sao cô nói là ảnh không nghe lời cô? Cô có nói vậy hả? Hồi nãy cô mới nói đó. Em thì bị điên, còn anh bị khùng. Hai người định giỡn mặt với tôi hả? Nè, em nói chuyện với cô kiểu gì vậy? Em có tin đó là cô kêu ảnh cho em một trận không? Vậy cô cho tôi thân hình đi. Cái anh gì Michael Trần gì đó. Chắc chắn anh em ruột phải có hình chứ, đúng không? Tại vì anh cô đàn ông lắm, không có thích chụp hình. Vậy chết hình đâu thờ. Dám nói như vậy hả? Được rồi, em muốn coi hình đúng không? Ừ. Ngày mai cô đem hình anh cô cho em coi. Nhớ nha, mai đem. Câu này cô xê đúng không? Bây giờ phải kiếm đâu ra người 1m9 nè. Cơ bắp cuồn cuộn lên rồi khứa muối là phải muối nhiều muối lên mới được. Thôi được rồi, dù gì cũng là bạn của em, anh sẽ chỉ giúp em lần này thôi đó. Chụp hình anh đi. Giống như là heo sữa vậy. Cái bụng thì gớm thiệt luôn á. Chứ bây giờ nhà mình còn ai nữa đâu mà. Không chịu thì thôi chứ. Thôi mà anh, em không thể nào để cho thằng nhóc nó thấy mặt anh được. Không thấy mặt cũng được. Nhưng mà miễn sao là phải cơ bắp cuồn cuộn lên. Cuồn cuộn rồi bóng bẩy lên, hiểu chưa? Không sao mọi người. Dạ hả? Hôm nay anh đi làm vậy có vui không? Ôi mệt nhưng mà rất là vui luôn á. Anh xin lên. Hả? Dạ mày. Chụp với em tấm hình nha. Chào mày nè, okay. Cái niệm ngày đi làm của anh đúng không? Dạ. Ê, cái gì vậy mày? Không phải, chụp phải chụp hình bình thường đâu. Chụp hình mà phải xay muối á. Phải thấy muối đó mọi người, phải chụp hình mà phải thấy muối á. Được. Thấy muối đó. Mà bạn mày giúp nó đi. Mày, không được. Mày làm cái gì? Đó, hình của anh cô đó, khỏi thắc mắc nữa nha. Ủa sao chụp hình phải cởi áo vậy? Thì tại vì lúc này anh của cô đang tập thể dục, cô vô chụp hình thôi. Mẹ, cô nói cho em biết, cô phải cản anh cô lắm đó. Cho nên anh cô mới không qua đây cho em một trận đó, nghe chưa? Cho tôi một trận hả? Ừ. Nè, từ đây về sau, không có muốn bị anh cô cho một trận thì phải nghe lời cô. Phải kêu cô bằng chị, phải kêu cô bằng chị đó, biết chưa? Thì thử đánh đi rồi biết. Cái thằng này, nói chuyện thái độ đó với cô nữa hả? Cô gọi điện thoại mét anh cô bây giờ.
Sợ rồi chứ gì. Sợ bị đánh nhừ tử đúng không? Bởi vậy cho nên cô sẽ không có gọi đâu. Em ngoan là được. Cô gọi đi, đánh nhau thôi mà, có gì đâu phải sợ. Ôi, cô chỉ cần bấm một cái là chưa đầy 5 phút là anh cô có mặt ở đây cho em nhừ tử luôn rồi đó. Nhừ tử? Ừ, thì cô cứ gọi đi. Để coi nhừ tử tới đâu. Gọi đi. Anh chết, anh chết em luôn đó. Cô không có càng được đâu á nha. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Sẵn gọi cho ảnh, hẹn luôn chỗ là tối nay 9 giờ tại công viên gần nhà. Em gặp ảnh hả? Ừ, gọi đi. Anh cho em chết luôn. Gặp. Nè, sống hay chết thì gặp nhau mới biết. Gọi đi, 9 giờ tối nay gần nhà. Còn nếu mà ảnh không xuất hiện, ảnh là đồ hèn. Đồ hèn, gọi đi. Ông nói tôi nói cho. Thằng này đúng là trẻ trâu thiệt chứ. Bây giờ sao đây ta? Tới lúc này rồi mà nói ra sự thật á, nhục lắm luôn á. Tao kiếm cái lỗ đồ chui quá à. Mà làm cái gì mà ghê vậy? Sao cái lỗ cũng không có che nổi nỗi nhục này của tôi nữa. Sao đây? Ai kêu từ đầu em hả? Nói gió làm chi? Bây giờ phóng làm nó theo làm chứ. Mà nhóc nó quá quá thiệt ha. Chứ còn gì nữa? Mày cũng đâu có muốn vậy đâu. Bây giờ mình nhờ ai đó đi cùng được không ta? Sao mà được? Cái giọng thì của anh Quốc, body thì của anh Julian, mà cái mặt cơ thì là của tôi. Sao mà ai đi cùng được? Ghê quá. Đúng rồi hả? Sao mình không kiếm ra cái cách này sớm hơn vậy ta? Cách gì? Gì? Lần một nha. Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Không được. Bị hiền quá à. Bây giờ anh phải hung dữ lên. Lên gì nè. Tại anh tính nể nang nó xíu á. Thằng này nó dữ dữ lắm. Anh phải giữ hơn nó mới được. Nể được hả? Lần hai nha. Ok. Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Được, 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 vậy nha, vậy nha. Tiếp, 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 tiếp. Ơ mà My ơi. Hả? Anh suy nghĩ là mình gặp nhau trực tiếp mà. Mình thu âm như vậy á, nhiều khi nói chuyện đâu có khớp đâu. Đâu có sao đâu. Nó muốn nói gì nó nói, mình nói theo ý mình là được rồi. Nhưng mà nhiều khi nó nói cái câu kia, cái mình nói cái câu này vô nó không có khớp làm sao mình. Bây giờ vậy nè, cứ để cho nó muốn nói gì nó nói đi. Xong rồi sau đó anh sẽ nói, đủ rồi. Rồi bắt đầu nói những cái gì mà mình muốn là được rồi. Trời My ơi. Sao em thông minh quá vậy My? Ủa tính ra là cái chữ đủ rồi là nó hợp với tất cả những câu còn lại luôn đó. Thế còn gì nữa? Vậy mới biết hả? Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Đủ rồi. Sau này nếu không nghe lời em gái tôi thì chết với tôi. Đủ rồi. Sau này cậu phải gọi Diễm My là chị và phải nghe lời nó, hiểu chưa? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Khôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Bây giờ hết nha. Chiến thôi. Em bớt ăn lại đi nha My. Anh chịu. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, đi, ở đây. Mệt quá. Trời ơi. Cao hơn cây kia luôn rồi kìa. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Mấy giờ? 8:40 rồi. 8:40 hả? Ừ. Còn sớm, còn sớm. Cho em nghỉ xíu đi. Cảm thấy chuột rút quá, chuột rút quá. Giờ nghỉ sao? Xuống, xuống, xuống. Xuống, xuống, xuống. Hai. Được không? Được, 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 được. Nghỉ xíu đi, mệt quá, nóng quá, nóng quá. Anh dạ, anh nằm em đi mà như tập gym vậy á. À. Nó bị rặn á, bây giờ đau quá. Bị rặn rồi đổ thừa ẩm em nữa. Đợi anh xíu, anh đi toilet cái nhà, đợi anh xíu nha. Mọi người bình thường. Nhanh nhanh nha, tranh thủ quá nha. Đợi xíu, đợi xíu. Ôi mệt quá. À, sao mình cực quá vậy trời. Đưa quạt cho. My ơi, My. My nó tới rồi kìa. Sao nó tới sớm vậy? My. Bây giờ sao nó lại vậy? Đợi em. Không kịp đâu, không kịp. Không kịp. Giấu, giấu. Ngồi luôn đi, em ngồi luôn đi My. Em ngồi luôn đi. Nó vô rồi kìa, lúc đi, lúc đi.
Ui, mày đi làm đâu? Mày đi làm, mày đi làm. Nhanh lên, chạy đi, chạy đi. Cố lên nha mày, cố lên mày. Anh là Trần Diễn Phúc đúng không? Tôi là anh trai của Diễm My 96 đây. Cậu muốn chết hả? Anh nói chuyện gì kỳ vậy? Mới gặp nhau sống chết là làm sao? Đủ rồi. Sau này nếu không nghe lời em gái tôi thì chết với tôi. Anh hù tôi hả? Nè, cứ mỗi lần tôi đang nói chuyện là anh chen vô là sao? Đủ rồi. Sau này cậu phải gọi Diễm My là chị và phải nghe lời nó, hiểu chưa? Anh nói chuyện ngộ quá. Anh là ai vậy? Ai biết anh là ai không? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Anh hù tôi hả? Nè con ngon, đánh tôi đi. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Anh quá đáng lắm nha. Từ nãy giờ anh kiếm chuyện tôi hơi nhiều á. Sao? Đánh đi. Đánh đi. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đừng có tới. Đừng có tới mà. Sao nhìn quen quen vậy? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Thì ra là cô hả? Cô đang làm gì vậy? Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Không phải hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Hôn hồn thì về nhà liền đi trước khi bị đánh. Đủ rồi. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Chào cô Trần Diễm Phúc. Cô Trần Diễm Phúc đến rồi à. Bộ cô Trần Diễm Phúc thích người ta kêu chị đến như vậy sao? Thôi đủ rồi. Học đi. Chị ơi. Chị à. Kêu chị. Chị. Thật là nghiện miễn quá đi. Tôi không thể nào kêu chị bằng chị được. Thôi kêu chị bà điên đi như cũ đi. Cái thằng quỷ đi. Giờ sao mà học vậy lên. Ok, nếu chị Trần Diễm Phúc thích như vậy. Hôm nay mình học cái gì nè? Cô Trần Diễm Phúc hả? Ủa? Ủa ngày mai con thi mà. Sao không chịu lo học bài đi? Bây giờ còn ngồi đó đọc truyện nữa. Cô giáo con đâu? Con đâu biết. Đâu thấy tới đâu. Bộ mẹ cắt hợp đồng với cổ rồi hả? Tâm Anh. Có điện thoại kìa. Có điện thoại kìa, vậy nghe được không? Alo. Dạ đúng rồi ạ, đây là số điện thoại của Diễm My. Dạ. Dạ. Ê ê, My. Bộ hôm nay á hả, bà không tới dạy hay sao? Người ta nói bà không tới dạy kìa. Có tiếng đúng không? Không có dạy mà. Thì sao bên này gọi nói bà không tới dạy? Nào nữa. À, thì bên dạy thêm đó, bên nào? Bên ta. Ôi, thằng sáu hồi đen. Ôi, dạy, ôi dạy, ôi dạy. Ôi, 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 ôi. Dài đâu mỗi lần vô như chui cái lỗ trái vậy. Ê, thấy cô giáo tới không biết chào hả mày? Tới giờ học qua bà ngồi học nha. Cô nhậu xỉn rồi đúng không? Xỉn thì sao? Xỉn xỉn mà vậy là vậy nha. Cô xuống đại học không có nói nhiều. Lấy tao.
giáo gì mà say xỉn. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ngồi dậy đi. Ngồi dậy. Ơi. Phong, chuẩn bị đánh nhau rồi, đúng không? Tôi thường hay đánh nhau lắm mà mạnh mẽ. Đánh mà. Đánh đi. Đánh đi. Thôi đi. Ơi. Tôi quá đáng thiệt á. Người vậy mà cũng gọi là sinh viên diễn văn. Nè. Vậy đây không phải là nhà trọ của cô. Cô muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ. Đâu có ngủ đâu. Đang suy nghĩ đề thi cho em mà. Cũng dẻo miệng quá. Nè. Không có hết từ giận chưa đó. Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi. Kiếm sống tiếng Anh là cái gì? Kiếm sống hả? Ờ. Earn a living. Đúng rồi. Sao hay vậy trời. Vậy từ từ tiếng Anh là cái gì? Gì? Từ từ hả? Take one time. Ôi. Sao tiến bộ nhanh dữ vậy trời. Nè em nhìn đi. Cái từ này là đang ở dạng nguyên mẫu nè. Nhưng khi mà mình đổi qua verb 3 thì sẽ Cô nói ngọng rồi kìa. Nè, nhìn cái đã mới hiểu được bài. Nhìn nè. À. Cô biết rồi, cô sẽ hát cho em cái bài này. Thì sau khi nghe xong em sẽ rất là dễ hiểu. He is the she. Hát tiếng Anh hay tụng tiếng Phạn vậy trời? She said to the boys, "Chăng." Nè, tôi chán nghe cái giọng của cô lắm rồi, nhức đầu quá. Chăng use the oven. Cô sao vậy? Cô mắc ói hả? Không có ói, cô không có ói đâu. Ê, nè, giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại. Gớ thiệt chứ. Cậu. Ủa? Hồi nãy mới nghe cô hát mà. À, hát thì ghê quá. Nên tự ói luôn hả? Trời ơi. Người có lương tâm là người biết xấu hổ. Cậu nói gì vậy? Trên áo cổ ghi vậy kìa. Trời ơi. Vậy em nhỏ lắm nhưng mà coi á, cô không biết xấu hổ luôn á. Nhỏ giúp cô đi. Trời ơi, rồi chán cô là thiệt luôn.
Nè, chừng nào về em nhớ mua kem giùm anh nha. Trái cây nữa nha bồ. Cho hỏi, hai người có phải ở chung nhà với chủ số điện thoại này không? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Làm gì mà uống nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Sao không? Để tôi sao tôi bình thường, tôi đứng được, tôi không có sao hết ta. Đúng rồi, cô thì không sao, tôi mới là người có sao nè. Chắc là lần đầu cũng bị như vậy á, cậu thông cảm nha. Em chuẩn bị thi tiếng Anh rồi. Thôi học tiếp đi, học cái miệng thủy. Wow. Cái mắt nát. Tôi mà thi rớt tôi về tôi quét mẹ, mẹ tôi đuổi gì cô cho coi. Thôi đừng bỏ qua đi. Cái con bé này bình thường nó mới vậy đâu, nó xỉn lên nó mới vậy đó. Thôi đi mình đi nè. Đi về. Đi nha. Thôi xin lỗi nha, đừng ăn nha. Đi. Cúi đầu xuống. Ôi da. Đau quá. Kim xong tiếng Anh là cái gì? Earth Arabian. Trời ơi, cô đi. Ê, rồi. Đề thi em cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Em nghĩ tôi sẽ tin những lời nhảm nhí của em đó hả? Chẳng qua là nể mặt mẹ em cho nên tôi bỏ qua chuyện này thôi. Em nói thiệt mà cô. Em nói thiệt hả? Vậy em viết tiểu thuyết đi, viết đi. Thiệt mà, sao cô không tin em? Trời ơi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.